Bullet train. Tàu cao tốc. Bullet train. Tàu cao tốc là một kiểu vận tải hành khách đường sắt hoạt động nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ của đường sắt thông thường. Đây là hình ảnh tàu cao tốc đang được vận hành. Steam locomotive. Tàu hơi nước. Steam locomotive. Tàu hơi nước được chạy bằng đầu máy xe lửa sử dụng động cơ hơi nước. Những đầu máy xe lửa dạng này tạo năng lượng bằng cách đốt cháy các vật liệu như than đá, gỗ hoặc dầu để tạo ra hơi nước trong nồi hơi. Monorail. Tàu một ray. Monorail. Tàu một ray là hệ thống vận tải trên một đường ray đơn. Đường ray này đóng vai trò là bệ đỡ và dẫn hướng. Tramway. Tàu điện. Tramway. Tàu điện là một loại phương tiện chở khách công cộng chạy bằng điện trên các đường ray ở đường phố, di chuyển song song với các phương tiện giao thông đường bộ. Double decker train. Tàu hai tầng. Double decker train. Tàu hai tầng là loại tàu được thiết kế có hai tầng, giúp chở được nhiều hành khách trên quãng đường dài. Đây là hình ảnh chiếc tàu hai tầng đang chở khách. Subway train. Tàu điện ngầm. Subway train. Tàu điện ngầm là hệ thống giao thông rộng lớn dùng chuyên chở hành khách trong một vùng đô thị, thường chạy trên đường ray. Passenger train. Tàu chở khách. Passenger train. Tàu chở khách là một hình thức vận tải đường sắt bao gồm một loạt các phương tiện được kết nối với nhau, thường chạy dọc theo đường ray hoặc đường sắt để vận chuyển hành khách. Freight train. Tàu chở hàng. Freight train. Tàu chở hàng sử dụng toa tàu hoặc toa xe để vận chuyển hàng hóa, có thể vận chuyển hành khách và hàng hóa trên cùng một chuyến tàu bằng cách sử dụng một toa hỗn hợp. Light rail. Tàu hạng nhẹ. Light rail. Tàu hạng nhẹ là một hình thức vận chuyển hành khách bằng đường sắt đô thị, được đặc trưng bằng sự kết hợp giữa các tính năng của tàu điện và tàu điện ngầm. Video của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn hãy đăng ký để xem được nhiều những cái video tiếp theo nhé.